mua màn hình máy tính giá rẻ nhất đến smartnew.vn. Mua Android TV Box Magic C giá siêu rẻ đến smartnew.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên tay mình bây giờ đang là chiếc điện thoại iPhone 10S Max. Nhưng đây là phiên bản 2 SIM. Và đặc biệt đây lại là phiên bản 2 SIM vật lý luôn nha các bạn nhé. Bình thường ấy, thì cái iPhone 10S Max cái phiên bản 2 SIM vật lý thì nó rất ít khi nó về Việt Nam, hoặc là nếu mà về Việt Nam ấy, thì giá nó rất là cao. Cái thời điểm đầu mình nhớ không lầm là cái sản phẩm này đã từng có thời gian lên 40 triệu, sợ thật. Thế xong sau đó thì nó giảm giá xuống còn khoảng 30, thế xong rồi giảm giá xuống còn khoảng 25. Và bây giờ khi các bạn mua hàng tại Clickbuy thì cái phiên bản 2 SIM vật lý này nó sẽ rất rẻ luôn. Đây mình sẽ cho các bạn xem luôn. Đấy, hiện tại thì cái phiên bản 2 SIM vật lý này này nó sẽ là 21.690.000 cho cái màu sắc rẻ nhất, đó là màu đen. Đấy, nếu các bạn thích màu trắng ấy, thì nó sẽ thêm 300.000 nữa, đó là 21.490.000. Còn đối với cái phiên bản màu gold mà mình đang cầm trên tay này này, đấy, thì nó sẽ là 23.190.000. À, ở đây là hóa ra là mình đang xem bản 2 SIM nên là nó sẽ đắt hơn cái bản 1 SIM là khoảng 500.000. Này các bạn nhìn không, bản 1 SIM này, đấy, nó sẽ rẻ hơn 500.000. Và nếu mà với mức chênh lệch giữa bản 2 SIM và bản 1 SIM là có 500.000 thôi thì chắc chắn 100% là mình sẽ lựa chọn mua bản 2 SIM thay vì bản 1 SIM. Rất nhiều bạn ở trên mạng nói là cái 2 SIM vật lý của iPhone không thông minh bằng Android. Đúng, mình đồng ý với bạn cái điều đó. Thế tuy nhiên là rõ ràng bây giờ chúng ta chỉ có thêm 500.000 nữa thôi chúng ta đã được 2 SIM rồi, thì kể cả nó không thông minh đi chăng nữa thì mình cũng sẽ vẫn lấy, bởi vì nói gì nói 2 SIM cũng sẽ vẫn tiện hơn 1 SIM, đúng không nào? Hơn có 500.000 thôi. Các bạn cảm thấy sao? Và như đã nói ở đầu video ấy, thì đây là phiên bản 2 SIM vật lý chứ không phải là có eSIM nữa nhé các bạn nhé. Nếu mà nó có eSIM ấy, thì rất nhiều bạn cũng phản hồi lại với mình, đấy là cái eSIM, nếu mà máy nào sử dụng một eSIM, một SIM vật lý ấy, thì cái eSIM kia thường sóng sánh của nó sẽ rất yếu. Điều đó là điều mình không thích. Còn chúng ta sử dụng 2 SIM vật lý này thì nói gì thì nói, cái SIM vật lý nó cũng sẽ có sóng sánh tốt hơn là eSIM rồi. Đấy, để phân biệt như nào thì rất là đơn giản thôi. Trước khi chọc SIM ra thì mình sẽ cho các bạn xem nhé. Mình sẽ vào phần cài đặt này. Đấy, các bạn có thể thấy là đây là cái iPhone 10S Max phiên bản 2 SIM của mình này. Nó sẽ phần chọn là SIM chính này, là SIM gì này. Đấy, mình để SIM Viettel ở đây này. SIM phụ là một cái SIM Vina của mình này. Đấy, rồi là trước đó này. Đấy, anh Trí ở bên Clickbuy anh cũng đã để vào đây là một cái SIM chính, một cái SIM phụ của anh ở đây rồi. Đấy, nó vẫn lưu lại cái dữ liệu này. Đấy, còn đối với cả cái iPhone 10S Max cái phiên bản 1 SIM ý, thì nó sẽ như thế này. Đấy, nó chỉ có đúng một cái tùy chọn duy nhất thôi. Đấy, và không có bất kỳ một cái tùy chọn 2 SIM cái gì cả. Đấy, ở đây thì chúng ta cũng có thể tùy chỉnh được xem là cái SIM nào là chúng ta sẽ kết nối với cả mạng, còn SIM nào thì chúng ta sẽ kết nối với cả dữ liệu. Đấy, thì chúng ta đều bật tắt ở bên trong này hết, rất là đơn giản và rất là dễ dàng, đúng không nào? Đấy, còn nói qua về iPhone 10S Max thì đây là một sản phẩm có một cái thiết kế đến thời điểm bây giờ vẫn là một cái thiết kế mà rất nhiều người muốn, bởi vì nó là sản phẩm màn hình to mà. Đấy, đôi khi là iPhone 10S nó còn ế bởi vì là nó là màn hình bé, nó rất giống với cả iPhone 10. Mặc dù là iPhone 10S là một sản phẩm có cấu hình y chang như là iPhone 10S Max, nhưng người ta vẫn lựa chọn iPhone 10S Max hơn, bởi vì đơn giản đây là một sản phẩm nó khác biệt hoàn toàn so với những sản phẩm khác của Apple, nó lớn hơn và cầm vào thì chúng ta sẽ có một cái độ chảnh hơn. Đấy, mặc dù là iPhone 11 cũng sắp ra mắt rồi, và mình nghĩ là chính vì iPhone 11 sắp ra mắt nên là cái sản phẩm này nó mới có một cái mức giá rẻ như thế. Đấy, thiết kế này, kính kim loại, đúng không nào? Đấy, mặt lưng ở phía sau này thì các bạn thấy rồi đấy, nó cực kỳ là đặc trưng của Apple rồi. Đấy, màn hình thì vẫn là tai thỏ thôi, vẫn có nhận diện khuôn mặt 3D ở phía mặt trước như thế này. Đấy, màn hình thì là 6.5 inch, độ phân giải sẽ là Full HD cộng. Chip thì là Apple A12 rồi, mạnh mẽ nhất ở trong cái dòng điện thoại của Apple bây giờ rồi. RAM là 4GB. Đấy, để mình xem là cái phiên bản mình đang cầm ở trên tay này là cái bộ nhớ trong của nó sẽ là bao nhiêu đây. Đây, cái phiên bản mà mình đang cầm ở trên tay này là phiên bản bộ nhớ trong 64GB. Đấy, cũng là cái phiên bản cơ bản thôi. Đấy, pin thì là 3174mAh. Pin này thì mình đánh giá là mức độ đủ dùng. Đấy, chứ không phải đến mức quá trâu, trâu thì phải là lên đến iPhone 10R cơ. Vì iPhone 10R cái màn hình nó gánh chỉ là HD cộng thôi nên là pin nó sẽ trâu hơn. Camera của iPhone 10S Max thì cũng cực kỳ ngon rồi, không điểm gì để chê cả. Chẳng qua nếu mà chúng ta bới lông tìm vết ra thì cái camera của iPhone 10S Max này thì nó không có camera góc rộng thôi. Đấy, còn thu âm các thứ rồi là quay video thì đối với iPhone thì các bạn biết rồi đấy. Đấy, và mình cũng nói luôn là đến thời điểm hiện tại đấy nhá, cái video các bạn đang xem này mình vẫn đang thu âm bằng iPhone 7 này, các bạn nhìn này. Đấy, thì huống chi là iPhone 10S Max thì bạn biết nó như thế nào rồi đấy, mình sẽ bỏ qua một bên nhá để thu âm tiếp này. Đấy, ok, chỉ đơn giản như vậy thôi. Các bạn cảm thấy sao về cái iPhone 10S Max đang được bán tại Clickbuy với mức giá khởi điểm nó chỉ rơi vào khoảng loanh quanh là 21 triệu rưỡi cho tới 22 triệu rưỡi. Các bạn cũng có thể để lại comment để cho mình biết nhé. Và nếu mà là cá nhân mình ý, thì mình sẽ không lựa chọn cái phiên bản màu này, vì mặc dù thích lắm ấy nhưng mà màu này đắt quá, màu này đắt hơn đến tiền triệu thì mình không thích.
Đấy, đắt hơn một vài trăm, giống kiểu là màu đen lên màu bạc thì còn được, chứ đắt hơn đến tiền triệu thì mình sẽ không lựa chọn màu này. Còn lại thì nếu mà phiên bản một sim với phiên bản hai sim lệch nhau có 500.000 đều là quốc tế cả thì chắc chắn là mình sẽ lựa chọn phiên bản hai sim rồi. Mình cũng nói luôn đấy nhá, đấy là phiên bản hai sim này thì hiện tại là nó không có bản lock. Bản lock là chúng ta sẽ không có hai sim đâu, nên là các bạn cũng không cần hỏi mình xem là anh ơi cái bản lock của cái phiên bản này thì nó là bao nhiêu, nó sẽ rẻ được hơn bao nhiêu. Đấy, còn nếu các bạn muốn mua hàng lock tại Clickbuy thì cũng được thôi, nhưng nó chỉ có một sim thôi, để mình xem là bây giờ nó sẽ là bao nhiêu đây. Đấy, nó chỉ có 16.990.000 thôi này, với màu đen này. Còn những màu khác lệch nhau một vài trăm nghìn thôi, cao nhất có 17.500.000 thôi. Đấy, còn màu trắng thì là 17.200.000. Đấy, kiểu như thế. Đây là một sổ đã active rồi và không có hộp. Tuy nhiên là khi các bạn mua hàng tại Clickbuy thì đối với cả việc bảo hành iPhone này thì các bạn cứ yên tâm, Clickbuy bảo hành iPhone rất là tốt cho các bạn. Đấy, và đã cam kết cho các bạn là đây là hàng nguyên zin luôn. Đấy, thực ra là iPhone 10S Max bây giờ thì cũng chẳng có dựng đâu, đấy nó mới ra thôi. Hàng dựng là có nhưng mà xác suất là rất thấp, và đặc biệt là các bạn mua tại Clickbuy thì cũng không phải quá lo lắng lắm. Đó, các bạn cảm thấy sao? Để lại comment cho mình biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.